Theo luật mới của Scotland, Kinh Thánh và giáo lý có thể bị kết án là khích động hận thù. Các giám mục Công giáo Scotland nói rằng đề xuất đưa ra luật mới về tội thù ghét ở đất nước này có thể khiến Kinh Thánh và giáo lý Giáo hội Công giáo bị cáo buộc tội hình sự và dẫn đến việc kiểm duyệt giáo huấn Công giáo. Trong tuyên bố ngày 29 tháng 7, các giám mục nói: "Chúng tôi cũng lo ngại rằng phần 5 của dự luật tạo ra một tội sở hữu tài liệu khích động hận thù có thể khiến các tài liệu như Kinh Thánh, giáo lý Giáo hội Công giáo và các văn bản khác như đệ trình tham vấn chính phủ của Hội đồng Giám mục Scotland bị xem là khích động theo quy định mới." Dự luật trên được chính phủ Scotland giới thiệu hôm 23 tháng 4. Nó đưa ra một tội mới về việc khơi dậy lòng căm thù đối với bất kỳ nhóm nào được bảo vệ trong dự luật, bao gồm chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tính dục và danh tính của người chuyển giới. Giáo huấn của giáo hội có thể bị xem là xúc phạm thế giới quan cá nhân. Các giám mục Scotland nhắc lại giáo huấn của giáo hội dạy rằng tính dục và giới tính không phải là điều lỏng lẻo và có thể thay đổi. Nam và nữ bổ sung cho nhau và được yêu cầu tạo ra sự sống mới. Tuy nhiên, các ngài nói rằng những tuyên bố này có thể bị người khác coi là vi phạm thế giới quan cá nhân của riêng họ và có khả năng khơi dậy lòng thù hận. Trong kiến nghị của mình, các giám mục Scotland viết: "Nhiều người bị kết tội thù ghét vì dùng các đại từ tương ứng với tính sinh học của một cá nhân. Quyền tự do bày tỏ những lập luận và niềm tin này phải được bảo vệ." Kinh Thánh và giáo lý Hội Thánh có thể bị lên án là khích động hận thù. Nhận định về kiến nghị của các giám mục Scotland, ông Anthony Horan, giám đốc văn phòng Nghị viện Công giáo Scotland cho biết: "Trong khi thừa nhận rằng khuấy động hận thù là sai trái về mặt đạo đức và ủng hộ các động thái để ngăn chặn và lên án hành vi đó, các giám mục đã bày tỏ lo ngại về sự thiếu rõ ràng trong các định nghĩa và khả năng dễ bị liệt vào tội này, điều mà các ngài lo sợ có thể dẫn đến vô số lời kết tội về tội gây bực mình, tức giận. Việc bỏ tội phạm thượng có thể dẫn đến việc hủy bỏ văn hóa. Dự luật của Scotland cũng bỏ tội phạm thượng. Các giám mục Scotland không phản đối điều này, nhưng sợ rằng nó có thể dẫn đến việc hủy bỏ văn hóa. Trong đó người ta loại bỏ những người không đồng ý với các tư tưởng thịnh hành hay được đa số chấp nhận. Các ngài cảnh giác cơ quan lập pháp và tư pháp, trong khi phải tạo ra và giải thích luật để duy trì trật tự xã hội, cần cẩn thận, cân nhắc các quyền tự do cơ bản và cho phép các quan điểm hợp lý, cách diễn tả không nhằm mục đích gây hại."